ca sĩ Nguyễn Hưng và cuộc hôn nhân kín tiếng hơn 40 năm. Không chỉ là một nghệ sĩ hải ngoại tiếng tăm, danh ca Nguyễn Hưng còn sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 40 năm bên cạnh người vợ hết lòng vì gia đình. Trong số các nghệ sĩ nổi bật của thị trường âm nhạc hải ngoại, danh ca Nguyễn Hưng có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Những bước nhảy điêu luyện của nghệ sĩ từng một thời gây sốt với đông đảo người hâm mộ mà cho đến bây giờ vẫn khiến nhiều người xôn xao khi nhắc lại. Ngoài sở hữu sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, danh ca Nguyễn Hưng còn có cuộc sống viên mãn bên người vợ và hai con. Tuy được nhiều người biết đến nhưng khi hỏi về chuyện đời tư, nam nghệ sĩ lại vô cùng kín tiếng, nhất là những chia sẻ về vợ đã ở bên cạnh mình suốt hơn 40 năm. Nam nghệ sĩ hải ngoại với những bước nhảy điêu luyện huyền thoại, nhắc đến Nguyễn Hưng thì không ít khán giả sẽ nhớ mãi không thể quên được những bài hát sôi động đi kèm với những bước nhảy uyển chuyển, thắng thoát, ấn tượng. Hàng loạt tác phẩm như Khổ Vì Yêu, Chỉ Riêng Mình Ta, Ngựa Hoang đều là những bài hát ghi đậm dấu ấn của nam nghệ sĩ tài hoa. Hiện tại, bước sang tuổi 65, danh ca Nguyễn Hưng vẫn là cái tên tuổi được săn đón cả trong lẫn ngoài nước. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, danh ca Nguyễn Hưng còn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hải ngoại có cuộc sống gia đình viên mãn. Nam nghệ sĩ đã cùng với vợ trải qua 40 năm hôn nhân và nuôi dưỡng hai con nên người. Vợ của nam ca sĩ không được nhiều người biết đến chính là nữ công Thục Hiền. Có một khoảng thời gian, vợ chồng danh ca Nguyễn Hưng đi lưu diễn nhiều nơi, tạo thành cặp đôi ăn ý trên sân khấu. Nói về hôn nhân của mình, nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng chính sự đồng điệu ở tâm hồn trong những bước nhảy đã giúp cho họ đến gần nhau hơn và quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau. Công chúng sẽ ngưỡng mộ thành công của danh ca Nguyễn Hưng bao nhiêu lại càng nể phục trước sự tảo tần của nữ công nổi tiếng một thời, Thục Hiền bấy nhiêu. Khi quyết định về chung một nhà với Nguyễn Hưng, nữ công xinh đẹp đã quyết định từ bỏ cả sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao để xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bền vững và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Không những vậy, dù biết chồng là nghệ sĩ, đào hoa, thường kết hợp với những người đẹp trên sân khấu, nhưng nữ vũ công Thục Hiền vẫn luôn một lòng tin tưởng chồng, thậm chí còn hướng dẫn cho nam nghệ sĩ cách phối hợp một cách hoàn hảo, tạo nên những màn biểu diễn đi vào lòng người. Chính vì vậy mà danh ca Nguyễn Hưng trong suốt 40 năm sự nghiệp chưa một lần lạc lối hay phản bội hôn nhân của mình trước những bóng hồng xinh đẹp. Có thể nói danh ca Nguyễn Hưng không chỉ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp nghệ thuật vinh vang mà còn cuộc sống gia đình viên mãn hơn 40 năm bên người vợ kính tiếng tảo tần cũng là điểm nhấn khiến cho hình ảnh của nam nghệ sĩ trở nên nổi bật hơn. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về danh ca Nguyễn Hưng? Nếu có ý kiến xin hãy để dưới phần bình luận của video nhé.